ngày 9 tháng 8 năm 2016, tại mô hình FFS Simacai, các em học sinh lớp khuyến nông lâm chăn nuôi thú y đã được học môn sử dụng vaccine phòng bệnh cho gia súc. Người hướng dẫn là cô Nguyễn Hồng Trâm, giáo viên trường cao đẳng nghề Lào Cai. Với phương pháp lý thuyết kết hợp thực hành và chia nhóm thảo luận, trong đó mỗi nhóm cử ra một thành viên làm nhóm trưởng điều phối thảo luận và một thành viên làm giám sát hoạt động của nhóm khác. Đầu tiên, các nhóm thảo luận phần lý thuyết về các bước sử dụng vaccine để tiêm phòng bệnh cho gia súc, đảm bảo sử dụng đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng cách tiêm và vị trí tiêm phù hợp với từng vật nuôi. Theo đó, trình tự này gồm 7 bước bao gồm đọc tên vaccine, kiểm tra lọ vaccine, chọn vật nuôi, vận hành bơm kim tiêm, lấy vaccine và tiêm, kiểm tra vật nuôi sau khi tiêm, và cuối cùng là xử lý vaccine thừa và dụng cụ tiêm. Sau khi thảo luận kỹ phần lý thuyết, các học viên tiến hành thực hành theo nhóm. Lớp học đã chuẩn bị sẵn các loại dụng cụ, vaccine liên quan và lấy cây chuối làm biểu tượng vật nuôi để thực hành. Các nhóm trưởng sẽ hướng dẫn các thành viên thực hành theo đúng các bước đã được học trong lý thuyết. Giám sát nhóm này sẽ theo dõi quá trình thực hành của nhóm khác và cuối của buổi sẽ đưa ra nhận xét và góp ý. Các học viên rất hăng say, sôi nổi thực hành. Những người làm trước, làm tốt sẽ hướng dẫn cho những người làm sau và làm chưa đúng quy trình. Giáo viên hướng dẫn cũng theo sát quá trình thực hành của các nhóm để nhắc nhở, chỉ bảo những thiếu sót của các em trong các bước để các em nhận ra và sửa chữa kịp thời, đảm bảo nhớ lâu và thực hành thuần thục. Các học viên rất hứng khởi, hồ hởi và háo hức thực hành những gì mình vừa được học. Cuối buổi, giáo viên đánh giá rất cao tinh thần học tập của các học viên. Các bạn đều có tinh thần học tập rất tốt, hăng say tìm hiểu bài giảng. Đồng thời là với cái kiến thức thực tế của các bạn thì các bạn đã vận dụng vào bài giảng qua những trải nghiệm, qua những học tập. Từ đó cho các bạn đã đưa ra được những kiến thức. Đối với bài học ngày hôm nay thì các bạn hầu hết là đã biết vận dụng được vào từ những cái kiến thức trong lý thuyết ra thực hành. Và đối với bài củng cố và kiểm tra kiến thức ngày hôm nay thì các bạn đã đạt được kết quả rất cao. Ví dụ như là một số bạn đã đạt được những điểm tối đa. Đó là những cái thành tích mà rất là biểu dương tinh thần học tập của các bạn. Buổi học kết thúc với không khí vui vẻ, hớn hở của các em học sinh. Hầu hết các em đều nắm tốt lý thuyết và thực hành đúng quy trình khi tiêm vaccine cho vật nuôi. Em tên là Hoàng Sơn Nhà, em đến từ thôn Hồ Tỉnh, xã Tam Trải. Sau để thực hành vaccine thì nhận diện được nhiều loại vaccine. Em hy vọng là sau này em sẽ đem lại những cái loại vaccine đấy để phòng bệnh cho và nuôi gia đình em và phục vụ tại cộng đồng của em. Với những kiến thức học được từ khóa học này, hy vọng các em sẽ ứng dụng thực hành tốt về phòng trừ dịch bệnh cho vật nuôi của gia đình và cộng đồng mình.